esophagus. Rồi lúc nãy cho các chị điền nó có một cái câu điền là esophagus disease. Tức là điền điều trị gì ạ? Bệnh thực quản và các bệnh khác gây ra do trầm ngược axit như vậy. Ok, dịch cho lớp đi nào. Omeprazole is used to treat certain stomach and esophagus problems. Dạ. Là omeprazole được sử dụng để điều trị một số vấn đề về dạ dày và thực quản. Dạ. Ví dụ như là trào ngược axit và loét. Ok. Esophagus là thực quản đúng không? Reflux là trào ngược axit. Là axit và trào ngược axit. Ulcers là loét. Ok. Continue. Dạ. Nó làm nó hoạt động là bằng cách là giảm lượng axit trong dạ dày của bạn. Cho stomach mass. Làm giảm lượng dạ axit dạ dày của bạn tiết ra hay là tạo ra? Dạ, tiết ra. Và mình thiếu cái đồng từ mass. Anh xin em. Dạ. Nó làm giảm các triệu chứng như là nóng, khó nôn. Ok, nóng. Dạ. Và ho dai dẳng. Ok, good. Dạ. Và thuốc này giúp chữa lành các tổn thương axit dạ dày và thực quản, giúp ngăn ngừa loét. Tổn thương axit là tổn thương gì? Tổn thương có vẻ như Mỹ Lệ với lại Tuấn đang học chung hả? Dạ không có. Sao tự nhiên nghe nó không? Anh là cắt mà chung gì nổi thầy. Ai biết. Trời ơi, chồng nó bánh bẻ đầu á thầy, Tuấn cũng chưa có vợ nữa. À dạ, ok. Chảy nhau bây giờ đó. Dạ. Đó là tổn thương do axit ha. Dạ, dạ. Chữa lành các tổn thương do axit cho dày dày và thực quản. Dạ. Omeprazole là thuộc nhóm được gọi là chất ức chế bơm rồng đông. Chưa mà giúp ngăn ngừa loét và có thể giúp ngăn ngừa thực quản. Dạ. Ok, omeprazole thuộc nhóm được gọi là ức chế bơm rồng đông, BBD. Okay. Dạ. Rồi. Any question? Chắc lớp mình không có thắc mắc đâu. Tiếp đi ha. Ok. Dạ. Nếu bạn đang điều trị bằng thuốc đang này. Đang tự điều trị. Dạ. Self-treating, đó là tự điều trị. Đồng dạ. Dạ. Các sản phẩm của Omeprazole mua tự do và sử dụng. Rồi, over the counter nghĩa là gì ạ? Đó là OTC, viết tắt là OTC. Nhưng mà dinh dược nhìn OTC là biết rồi đúng không ạ? Cái đơn. Không cái đơn, chính xác. Dạ. Nhưng mà dịch là sản phẩm, các sản phẩm hay là thuốc Omeprazole không cái đơn được sử dụng để điều trị. Ok. Không phải mình mua tự do là mua tự do không theo qua. Mình nói chung là Omeprazole không kê đơn, các bạn thuốc Omeprazole không kê đơn, mua không kê toa. Dạ, được. Để điều trị chứng nóng thường xuyên. Dạ, và xảy ra 2 ngày hoặc nhiều hơn một tuần. Nhiều hơn một tuần nghĩa là sao? Là trên tuần. Bạn dịch cái câu trong hoạt này đúng chưa các anh chị? Occurring to on more days a week. Trong một tuần. Hay là nhiều hơn. Nhiều hơn 2 ngày. Nhiều hơn 2 ngày. Đúng rồi, tức là xảy ra 2 ngày hoặc hơn 2 ngày một tuần. Chứ không phải là hơn một tuần nhá. Mình dịch chỗ này chú ý. Ok, continue. Vì vậy có thể mất từ 1 đến 4 ngày để có hiệu quả tốt. Hoàn toàn hiệu quả hay là có hiệu quả đầy đủ dạ. Hiệu quả. Và các sản phẩm này không làm giảm chứng ở nóng ngay lập tức. Như vậy chị xin chúng ta dịch là because. Right, ok. Nhớ điều chỉnh những chỗ mà lưu ý nha. Hôm qua gửi nguyên này, mốt tôi thi dịch sai đó chị ạ.
Ok. For over the counter products, đối với các sản phẩm hay là các loại thuốc không kê đơn. Bạn đọc kỹ hướng dẫn trong gói để chắc chắn sản phẩm này không phù hợp với bạn. Chắc chắn sản phẩm này phù hợp với bạn. Dạ. Hướng dẫn trong gói hả? Trong to này, trong hướng dẫn á. Cái đó là trên bao bì chứ nhập bắt khai. Ừ, đúng rồi. Packet instruction là hướng dẫn trên bao bì. Đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì để đảm bảo là sản phẩm này phù hợp với bạn. Ok. Hãy kiểm tra các thành phần trên nhãn, trên bao bì cho dù là bạn đã sử dụng sản phẩm này trước đây. Okay. Nhà sản xuất có thể thay thế, có thể thay đổi thành phần. Ngoài ra các sản phẩm có thương hiệu là nhãn hàng tương tự có thể chứa các thành phần khác nhau, có nghĩa là cho các mục đích khác nhau. Đó là mình dịch gọn cái này là gì đây? Ngoài ra các sản phẩm có nhãn hàng hay có thương hiệu tương tự có thể chứa các thành phần khác nhau với mục đích khác nhau. Và lấy nhầm sản phẩm có thể gây hại cho bạn. Lấy nhầm hay là sử dụng? Sử dụng hay là uống? Sử dụng sai sản phẩm hay là uống sai sản phẩm có thể gây hại cho bạn. Sao mình không sửa luôn trực tiếp nha? Đó hồi nhớ là sửa không ta? Nãy giờ tôi chỉnh mấy chỗ rồi mà không thấy chỉnh luôn. Dạ lát mấy bạn, có mấy bạn chỉnh rồi thầy. À rồi, ok. Dạ. Và bằng 2 bên em chưa có làm kịp thầy. Bằng 2 chưa kịp hả? Dạ. Ok, nè, stop xe đi hả? Dạ. Rồi, dược thư Pharmacopeias. Đối với dược thư của châu Âu, Omeprazole thì nó là một chất bột màu trắng hoặc trắng ngà, almost white, trắng hoặc trắng ngà, gần như màu trắng, almost white tức là trắng hoặc trắng ngà, powder là bột. Đây, như vậy nó là một chất bột trắng hoặc trắng ngà, exhibit là thể hiện polymorphism là thể hiện đa hình dạng, có nhiều hình dạng. Very slightly là ít, soluble là tan. Lúc này có xe như là các anh chị nói, Lộc nói là làm rồi. À, như vậy là very slightly soluble in water, rất ít tan trong nước. Tan sơ sài hay là tan ít trong cồn, in alcohol, cồn. And in và cồn methane, đúng không ạ? Yeah, methane alcohol. Soluble in dichloromethane, tức là tan ở trong dichloromethan. It dissolve là tan, nó tan. Dilute là gì? Là loãng. Solution là dung dịch. Như vậy là nó tan trong dung dịch kiềm hydroxit loãng. Được không ạ? Any question about this? Mắc gì không? Không thầy ơi. Rồi, kịp không ạ? Kịp ha? Từ từ thầy ơi, chưa kịp. Chưa kịp. Rồi, it dissolve là tan. Nó tan trong dung dịch kiềm hydroxit loãng. Đúng không ạ? Store in airtight containers at the temperature between 2 degrees Celsius and 8 degrees Celsius. Protect from light. Bảo quản trong hộp kín hơi. Airtight là kín hơi.
ở nhiệt độ giữa 2 đến 8 độ C, bảo quản tránh ánh sáng. Rồi, đó là đối với là dược thư của châu Âu. Đối với dược thư của Mỹ thì Omeprazole cũng là một chất bột màu trắng hoặc trắng ngà, rất ít tan trong nước, ít tan trong cồn và cồn methyl, tan trong dichloromethan, bảo quản trong hộp kín hơi ở nhiệt độ không vượt quá 8 độ C, bảo quản tránh độ ẩm. Rồi, như vậy là cái bài này nó có một số từ vựng như là soluble, như là lát nó các bài học hết bài nó sẽ có những từ vựng đó. Rồi tới tác dụng của kia, nhóm hai đâu? Group number 2. Lọc có thầy, lọc nó chuẩn bị xe rồi. Yeah, adverse effects. Mọi người thấy chưa vậy? Cái tác dụng phụ này nhiều từ mới mà có vẻ giỏi quá ta. Làm nhanh. Ok. Google dịch thân ảnh tài trợ hả? Zoom đi em, zoom đi. Awesome. Rồi, em bắt đầu ở đây nha. Zoom out a little bit. Control. Chút xíu đi, lặp ơi. Bấm control 5 lần chuột cho nó nhanh. Rồi, okay. Các chất bức chế bơm proton thường được dung nạp tốt hơn. Tốt hơn là sao? Rồi, mình dịch cấu trúc này, mình dịch sao? Cái chữ generally mình dịch trước. Tức là nói chung, hay là nhìn chung. Mình dịch trước. Tức là nói chung hay nhìn chung, các chất bức chế bơm proton dung nạp tốt, well tolerated, tolerated là dung nạp được không ạ? Và tác dụng phụ không mong muốn. Và các tác dụng không mong muốn là tương đối không thường xuyên xảy ra này. Tương đối không thường xuyên xảy ra. Ok. Nào. Tác dụng phụ mong muốn được báo cáo thường xuyên nhất. Các tác dụng không mong muốn hay là các tác dụng phụ được báo cáo thường xuyên nhất với Omeprazole và các nhóm khi và các chất ức chế bơm proton khác. Have been nghĩa là ok, là đau đầu. Là đau đầu, tiêu chảy và nổi phát ban ở trên da. Ok, phát ban da. They have sometimes been severe, nữa. Severe. Chúng thường nghiêm trọng. Cái chỗ này em dịch là đến mức ngưng điều trị. Nhưng mà có một cái chữ require này đáp vô em không hiểu. Đó mình dịch câu này sao? They have sometimes been severe enough to require stop. Sometimes mình dịch trước là đôi khi. Chúng ở đây là cái gì ạ? Cái chuyện đây đó là gì? Mình dịch là gì? Omeprazole và các chất ức chế khác. No. Không, các cái dụng cụ kia. Đúng rồi, chúng là bao gồm là đau đầu, tiêu chảy và phát ban da đấy. Đôi khi chúng đủ nghiêm trọng. Severe nó tức là đủ nghiêm trọng để đòi hỏi hay là buộc phải ngưng điều trị. Ok. Other effects include pruritus. Các tác dụng phụ khác bao gồm ngứa. Pruritus, ngứa. Dizziness, chóng mặt. Chóng mặt. Fatigue, mệt mỏi. Rồi chúng ta chú ý cái chữ fatigue. Đó là mình có sử dụng là ok, fatigue. Rồi, constipation. Táo bón. Táo bón. Táo bón. Buồn nôn. Buồn nôn. Ok, flatulence. Đầy hơi. Abdominal pain. Đau bụng. Aphthalgia. Đau khớp. Myalgia. Đau cơ. Đau cơ. Nổi mề đay. Urticaria.
Okay. Good. Isolated cases of photosensitivity. Cái chỗ này em dạy là cá biệt đó thầy. Một số trường hợp riêng biệt, một số trường hợp cá biệt hay là riêng biệt về tính nhạy cảm, về nhạy cảm với ánh sáng. Đối với một số trường hợp riêng biệt về nhạy cảm với ánh sáng là về nhạy cảm với ánh sáng rồi nổi bóng nước, nổi bóng nước là dạng kiểu tức là dạng phát ban phỏng rộp á nha các anh chị, phát ban mà nó rộp lên giống như nước thì mà gọi là bóng nước á, phỏng rộp. Eruption ở đây mình tra từng từ nó sẽ ra là phun trào, bóng nước lửa phun trào, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi mình tiếp đi ạ. Erythema, chỗ này em dịch là ban đỏ. Ban đỏ đa dạng, đa hình dạng. Đấy, ban đỏ đa dạng. Rồi, hội chứng Stephen Johnson. Dạ, yeah, hội chứng Stephen Johnson. Và hoại tử biểu bì nhiễm độc. Dạ, hoại tử biểu mô, nhiễm độc. Biểu mô, biểu bì thì các anh chị cũng đúng á, biểu mô, biểu bì cũng đúng. Ok. Right. Hypersensitivity reaction, phản ứng quá mạnh thì sẽ là phản ứng quá mạnh bao gồm là sốt, fever, sốt, co thắt phế quản, thở, spasm, co thắt phế quản, phù mạch, và sốc phản vệ đã được báo cáo. Ok. Right. Effects on CNS, CNS là central nervous system, tức là hệ thống thần kinh trung ương. Ok. Ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh trung ương bao gồm là mất ngủ, buồn ngủ, insomnia. Insomnia là mất ngủ. Chóng mặt. Và cái từ này em đang để cho hỏi cũng không biết là gì với lại sao, em không hiểu. Dịch không cũng không hiểu. Vertigo ấy, sao mà lần mình dịch là gì? Sleepy. Vertigo nó bằng với chữ dizziness, cũng là chóng mặt. Là chóng mặt luôn anh. Trầm kích động. Reversible confusional states. Dịch là gì? Em biết cứ đảo, như tình trạng nó rất đảo ngược nhưng mà nó thấy nó sao sao quá thôi. Thì vậy tôi mới đang hỏi sâu sao giải thích cho lớp. Vậy là cũng có giải thích được không? Có hiểu không ạ? Reversible confusion states. It means that when you start using the medicines and omeprazole particular, you will not feel confusion again. You, yeah. Nó sẽ không có quay ngược lại từ đó, nó không có, nó chỉ có một chiều thôi, giống như ngừng thuốc lại nhưng mà nó không thể xảy ra, nó không có trở lại bình thường được. Đúng. Nhưng mà mình đang đi ngược hướng với câu này, reversible tức là đảo ngược, tức là nhiều cách để reverse to the original stage, can go back to the original stage, có trở trở lại trạng thái ban đầu được. Nghĩa là dịch đầu tiên có hồi phục, được không ạ? Hồi phục. Nó là tình trạng nhầm lẫn có hồi phục. Ok rồi. Rồi kích động. Trầm cảm. Depression, chúng ta đã có sử dụng luôn. Depression. Và ảo giác. Ok, hallucination là ảo giác. Xảy ra với những bệnh nhân nặng, rất nặng, severe nhiều, rất nặng. Rồi, ok, brain, liver, enzymes, tăng men gan. Tăng men gan. Rồi, tăng men gan là một số trường hợp viêm gan, vàng da, một số trường hợp viêm gan, vàng da, suy gan, bệnh não gan đã được báo cáo. Các tác dụng phụ không mong muốn khác. Báo cáo
hiếm khi được báo cáo, hiếm khi được báo cáo, hiếm khi được báo cáo, bao gồm như dị cảm là gì vậy? Dị cảm là cái cảm giác mà mình không mô tả được, cảm giác nó lạ thường, khác thường, mình không mô tả được, người ta gọi là dị cảm. Mờ mắt, mờ mắt, rụng tóc, viêm miệng, hói, viêm miệng, chán, ăn tiết mồ hôi, ok, rối loạn vị giác, dạ rối loạn vị giác, phù ngoại vi, ok, phù ngoại vi, khó chịu, rồi hạ Nike máu, và rối loạn máu, rối loạn chức năng máu, bao gồm mất mạch cầu hàng, mà giảm mạch cầu và giảm tiểu cầu. Okay. Nữ hóa tuyến vú, liệt dương và viêm thận kẽ. Nữ hóa tuyến vú tức là gì ạ? Nữ hóa ở nam đúng không? Tự nhiên nam uống vô cũng to. Okay. Thuốc thuốc ức chế bơm rotong làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa vì tác dụng ức chế axit của chúng. Ok, chú ý cái câu đó. Ok, dịch cho chính xác. Các nghiên cứu độc tính ban đầu, độc tính sớm, nghiên cứu, các nghiên cứu độc tính sớm đã xác định được, đã phát hiện các khối u giống cái này em hiểu là từ gì nghĩ là giống các clip của niêm mạc dạ dày ở chuột, đã sử dụng liều rất cao omeprazole trong thời gian dài. Ok, any question? Rồi, thank you, Mr. Lộc. Well done. Group number 3, please. Nhóm 3, nhanh nào bài hôm nay hơi dài đấy. Bắt 3 giờ 10 rồi, sắp hết giờ rồi. Nhóm số 3 đâu, hurry, please. Incident of adverse effects. Tỷ lệ mắc phải các tác dụng bất bất lợi, tác dụng phụ. Ok. Chỗ này mình dịch nhanh đi ạ, cái tại chỗ này mình cũng không có cái chuyên ngành gì hết nhiều. Và mình dịch nhanh nha các anh chị. Tên tiếng kìa. Nhanh nhanh mình qua cái dược đồng học thì mới có cái mình thắc mắc. Hello. Ai chia sẻ mà không nói gì? Trời ơi, em không bật, không bật được mất giờ em bật rồi. Loay hoay nãy giờ luôn. Ủa từ từ. Nghe em thầy. Nghe rồi. Mình sử dụng máy tính đúng không? Đúng rồi, em rồi mình em mở được rồi đó, em mở được bật, rồi, em mở bật mic, tắt mic thì mình sử dụng cái chữ cái phím Alt Left với chữ A. Dạ. Dạ em dịch bạn muốn. Ok. Tỷ lệ xảy ra tác dụng phụ incident rồi. Incident là tỷ lệ đấy, dạ, là phạm vi. Ok, tỷ lệ xảy ra tác dụng phụ theo dõi sự kiện kê đơn, theo dõi sự kê đơn cho 16.205 bệnh nhân được kê toa omeprazole, 17.329 bệnh nhân được kê toa lantoprazole và 11.541 người được kê toa pantoprazole. Chỉ ra rằng các tác dụng phụ được báo cáo không thường xuyên, với hầu hết thường gặp là rối loạn tiêu hóa và đau đầu, tỷ lệ tiêu chảy. Trường hợp được báo cáo là phổ biến nhất trên 1.000 ngày tiếp xúc là 0.18 đối với ome, 0.39 đối với lantoprazole và 0.23 đối với pantoprazole. Bỏ qua những thành kiến vốn có của một nghiên cứu từ trước như vậy, dường như có một số bằng chứng cho
inspire mình dịch là mặc dù với những cái thành kiến vốn có của nó. Cái đoạn trích dẫn đó, mặt tim mà còn sự với còn dịch không hả? Ê, mấy cái trích dẫn này đâu có gì chi. Ok, continue tiếp vậy. Dạ, chị Lệ ơi, chị tiếp đoạn 5 đi. Ok. Alo, alo, nghe em thầy. Ok. Dạ, em lấy cái dịch cái đoạn 5 này. À, trước khi mà sử dụng ô mê hoặc là các cái thuốc ức chế bơm nội tông khác thì cho các bệnh nhân lấp dạ dày thì mình xin nên loại trừ cái khả năng là bệnh ác tính. Vì những thuốc này có thể che giấu các cái triệu chứng và làm chậm chẩn đoán. À, nên sử dụng thận trọng ô mê và các cái chất ức chế bơm nội tông khác cho cái người mà suy gan. Và chúng ta phải yêu cầu chỉnh liều. Cái câu trên này mới dịch đấy, nghe nhỏ kìa. Rồi cái mì của em nó làm sao á, chả biết before nữa. Before giving omeprazole or allopurinol, how many were to patients with gastric ulcers? Alo, chị Lệ ơi. Ơi ơi, cái mic nó có vấn đề. Thầy cho em hỏi cái của malignancy á thầy. Malignancy. Rồi lên tiếp đi Văn ơi. Malignancy. U ác tính. Kéo lên đi Văn. Kéo lên đi Văn ơi. Sao cô Lộc hỏi gì Lộc? Em hỏi từ đó nghĩa là gì thôi. U ác tính. Dạ rồi. Tức là trước khi sử dụng hay là kê đơn omeprazole hoặc các loại thuốc ức chế bơm nội tông khác cho bệnh nhân gì ạ? Vết dạ dày thì cần phải loại trừ khả năng người đó vậy. Các bạn bị u mắc tới ác u ác tính dạ dày á. Mắc u ác tính ra. À, phải loại trừ khả năng bị bệnh u ác tính hay mắc bệnh u ác tính vì thuốc này có thể làm che giấu mask là che giấu các triệu chứng và làm chậm hay là trì hoãn việc chẩn đoán bệnh. Là omeprazole and allopurinol should be used with caution in hepatic impairment. Câu này thì bạn dịch đúng rồi ha, tức là nên sử dụng thận trọng omeprazole và các thuốc trên bơm nội tông khác nên sử dụng thận trọng đối với những bệnh nhân bị suy gan và cần phải được điều chỉnh liều. Ok, rồi tiếp đi ạ. Vâng ơi, em nói đi Vâng, cái mấy chị nó nhỏ lắm. Gastric carcinoma. Carcinoma, cái là carcinoma của Lộc lúc nãy đấy. Ung thư. Tức là gì? Ung thư biểu mô á, ung thư biểu mô dạ dày, giống như là dạ, ung thư biểu mô á. Nãy nó nói cái nãy bên cái bài em mà cũng khối u này. Ừ thì khối u đó, ung thư biểu mô. Carcinoma, hello. Tiếp theo đối với ung thư biểu mô dạ dày thì sao đây? Thuốc ức chế bơm nội tông là dẫn các triệu chứng khó tiêu liên quan đến ung thư biểu mô dạ dày và do đó có thể tiền hoặc cái chẩn đoán. Dạ, yeah, làm chậm được chẩn đoán. In addition. Ngoài ra, có một số bằng chứng cho thấy họ cũng có thể... Họ ở đây là ai ạ? Họ ở đây là... Là cái thuốc á. Chúng. À, chúng, đúng rồi. Cả cái thuốc á. Đó là các quá thuốc chứ không được đồng á. Chúng cũng có thể nội soi chữa lành ung thư biểu mô dạ dày sớm để chẩn đoán. Đó là chúng gọi sai rồi đó. Chữa lành ở đây nó cho trong một cái ngoặc đơn, tức là nó có chữa lành được không? Tức là nó chỉ che giấu triệu chứng thôi. There is some evidence, cũng có bằng chứng cho thấy rằng chúng cũng có thể chữa lành sớm bệnh ung thư biểu mô dạ dày. Do đó việc chẩn đoán bằng đề nội soi hay là chẩn đoán bằng nội soi bị bỏ qua, tức là nó che giấu hết triệu chứng rồi cho nên người ta cũng không cần nội soi nữa. Câu này hiểu vậy nha các anh chị. Nhưng dịch như bạn là không hiểu ha.
có một số bằng chứng cho thấy chúng cũng có thể nội soi chữa lành, không phải nội soi chữa lành, và một số bằng chứng cho thấy rằng chúng cũng có thể chữa lành sớm bệnh ung thư biểu mô đầy dày. Do đó, sâu đá là do đó, vì thế việc chẩn đoán bằng nội soi bị bỏ qua. Hãy đọc lại cái đoạn đó đi, em tiếp này. Chúng cũng có thể chữa lành sớm, chữa lành sớm bệnh ung thư biểu mô đầy dày. Do đó một số nhà bình luận khuyến cáo rằng không nên kê đơn thuốc ức chế bơm đầu tông để kiểm soát triệu chứng trước khi nội soi ở những bệnh nhân có nguy cơ bị ung thư biểu mô dạ dày. Ok. Rồi, câu sau dịch chính xác rồi. Rồi, nhóm tiếp theo là nhóm 4, 5.1, cho đến 5.3. Mình làm nhanh chút xíu. Ba giờ 20 là mình không 10 phút. Sorry. Helicobacter infection, nhiễm vi khuẩn HB helico. Rồi, hello, Sharon nói đi. Vũ Thị Hải. Mình zoom lớn lên một chút xíu cho các bạn mình dễ theo dõi được không? Cái góc cuối bên tay phải của mình đó, nó có dấu cộng dấu trừ đó, mình bấm vô dấu cộng đi. Ok. Rồi, nhiễm Helicobacter, nhiễm vi khuẩn Heli. Hello. Sao không nghe nhỉ? Bạn biết chị Hải ơi,